Xin chào, các bạn đang đến với video của Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để ghé thăm kênh của chúng mình. Các bạn thân mến, sự đặc biệt của ngón cái trên bàn tay có lẽ mỗi người đều nhận thấy từ rất lâu. Thế nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều biết lý do của sự đặc biệt này. Hoặc cũng có thể đã từng biết nhưng lại bị quên hoặc là không biết giải thích thế nào cho người khác hiểu. Trong cuộc sống này, mọi thứ xung quanh ta đều là những điều rất thú vị, tưởng chừng rất dễ nhưng đôi khi lại rất khó. Hãy cùng với chúng tôi đi khám phá những điều đó và bổ sung thông tin vào kho kiến thức của mình. Video ngày hôm nay sẽ đưa ra lời lý giải cụ thể và dễ hiểu nhất cho câu hỏi vì sao ngón tay cái lại chỉ có 2 đốt chứ không phải là 3 đốt như những ngón khác. Khi theo dõi, nếu thấy có điều gì muốn tranh luận và trao đổi thì hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé! Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà khoa học, ngón tay cái chỉ có 2 đốt là kết quả của sàng lọc tự nhiên qua hàng triệu năm tiến hóa và phát triển của loài người. Theo thuyết tiến hóa mà chúng ta đã biết, con người được tiến hóa từ loài vượn cổ. Môi trường sống của loài vượn cổ là trong rừng sâu, chúng leo trèo di chuyển bằng tứ chi. Trong đó, ngón tay cái và ngón chân cái được phân cách ra so với 4 ngón khác giống như loài người. Ở giai đoạn sau này, vượn cổ xuống đất tập đi thẳng đứng người, chi trên được giải phóng. Đặc biệt là sau khi chúng tiến hóa thành loài người, bàn tay thường xuyên phải cầm công cụ. Điều này khiến cho ngón tay cái trở nên rất có lợi, nó khiến cho việc cầm nắm trở nên chắc chắn hơn. Có thể thấy rằng, sau hàng ngàn năm tiến hóa, cấu trúc của bàn tay và cụ thể là ngón tay đã được tối ưu, thuận lợi cho việc cầm nắm sử dụng những đồ vật đơn giản tới phức tạp trong cuộc sống hàng ngày của con người. Chúng ta hãy cùng làm thử nghiệm một chút. Đầu tiên đó là bạn hãy tìm một chiếc nắp bút mà có thể cho được ngón tay cái của mình vào. Bạn xỏ ngón tay cái của mình vào chiếc nắp bút đó. Sau đó thì hãy thử nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, xem là có cảm thấy vướng víu hay là thừa thãi không. Tiếp theo thì hãy bỏ chiếc nắp bút ra và gập ngón tay cái lại. Sau đó thì thử cầm một cuốn sách lên xem có cầm được và cầm chắc chắn hay không. Vâng, chỉ qua thử nghiệm đơn giản như vậy, chúng ta có thể nhận ra rằng để thích ứng với hoạt động đối xứng của ngón cái, giúp nó có thể co duỗi, xoay, gập dễ dàng thì cấu tạo tốt nhất đó là 2 đốt. Nếu mà ngón cái có 3 đốt thì sẽ gây thừa và yếu ớt, không tạo ra đủ lực cần thiết. Còn nếu như ngón cái chỉ có 1 đốt thì lại quá bất tiện, không có một chút linh hoạt nào và không thể nào cầm nắm chắc chắn được. Theo thống kê khoa học, tất cả những động tác vận động liên quan tới ngón tay gần như cần một nửa sự giúp đỡ của ngón cái. Ngón tay cái vừa có thể làm việc độc lập, lại vừa có thể làm việc cùng lúc với 4 ngón khác. Từ những công việc cần tới sức mạnh của đôi tay như là quốc đất, chẻ củi, xách nước, leo trèo, cho tới những việc cần sự khéo léo như là khâu kim, cải cúc áo, kéo dây khóa quần, lái xe máy, viết chữ hay là cầm đũa. Ngón cái quan trọng tới mức mà nhà toán học vật lý chiêm tinh và thiên văn học John Napier đã phải thốt lên rằng nếu bàn tay mà thiếu đi ngón cái thì không khác gì một cái kẻ bị lệch. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho thắc mắc vì sao ngón tay cái lại chỉ có 2 đốt. Nếu thấy nội dung thú vị và có ích, hãy dành tặng cho kênh một nút like nhé. Và nhân tiện nhắc tới nút like thì chúng tôi lại có liên tưởng tới cử chỉ giơ ngón tay cái. Không biết từ bao giờ mà cử chỉ này đã trở thành ngôn ngữ ký hiệu quen thuộc của con người với hàm ý tốt đẹp như là bày tỏ sự yêu thích hay là đồng tình. Tuy nhiên có thể là các bạn chưa biết, ý nghĩa xa xưa của nó lại không hề đáng yêu như vậy. Theo chúng tôi tìm hiểu, cử chỉ này bắt nguồn từ những trận đấu ở thành cổ Roma. Tại đây, người chiến thắng sẽ đợi dấu hiệu này từ hoàng đế nếu như người có mặt ở trên khán đài để quyết định xem sẽ làm gì với kẻ thua trận. Nếu hoàng đế có thiện cảm với họ thì sẽ hướng ngón tay cái lên trên để thể hiện sự ân xá. Còn nếu như ngón tay cái hướng xuống dưới thì án tử hình sẽ được ghi cho người thất bại. Tới thời Trung Cổ, các cử chỉ này chỉ dùng cho những cung thủ Anh thể hiện sự sẵn sàng cho những trận chiến. Tuy nhiên, từ thế kỷ 20 cho tới ngày nay, nó không đơn giản chỉ là đồng ý hoặc là không đồng ý. Ở Trung Quốc, hành động này còn biểu hiện cho sự tôn trọng. Mặc dù vậy thì bạn vẫn không nên dùng những cử chỉ này khi mà tới những quốc gia như là Afghanistan, Iran, Hy Lạp hay là Ý. Vì ở những địa danh này, việc giơ ngón cái đồng nghĩa với một câu nói, đó là cút đi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nội dung video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thắc mắc về nội dung này, hãy để lại thông tin bên dưới để chúng tôi giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng lần sau. Bye bye!